Hello, my lovely students. How are you today? I'm great, thank you. Today, I am very happy to be with you for the last lesson of Getting Started. Hôm nay, cô Hương rất vui khi có thể đồng hành cùng các bạn học sinh. Chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại những kiến thức đã học của năm lớp 1 để chuẩn bị cho những bài học mới của năm lớp 2 này theo giáo trình iLearn Smartstar tiếng Anh 2. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Are you ready? Let's go! Hãy cùng bắt đầu nhé! The first part of today, we will review the letters with the game Look and find. Phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập lại bảng chữ cái với trò chơi Look and find. Are you ready? Let's do. Now, I have a picture and four words. What is the correct word? Các bạn hãy nhìn tranh và cho cô biết đâu là từ chính xác. Can you? B, b, boy. Let's see. Very good. Now everybody, listen and repeat. B, b, boy. B, b, boy. Excellent. Now let's move to the second one. I have a picture and four words. Now, let's guess what is the correct word. Now, các bạn hãy cho cô biết đâu là từ chính xác đối với hình này. We have, chúng ta có một chú voi. And what is the English word? Vậy từ tiếng Anh của chú voi là gì nào? E, e, elephant. Very good. Now, listen and repeat. E, e, elephant. E, e, elephant. Good job. Now, the last one. Now, picture number three. You can see this in a house or classroom. Các bạn có thể nhìn thấy bức tranh này ở nhà hoặc là trong lớp học. What's this? It's a cap. Is it a cap? No, it isn't. Is it a food? No, I don't think so. It's a... It's a door. D, d, door. D, d, door. Excellent, everyone. Now, this is the end of the first part. Let's move to the second one. Now, let's open your student book, page 8. Hãy cùng mở sách ra trang số 8. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cách phát âm những chữ cái mà mình đã học. Now, your student book, page 8. I know that we did this exercise already. Cô biết là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành bài tập này rồi. Nhưng hôm nay cô muốn chúng ta tập trung vào phát âm, được không nào? Let's listen and repeat. Getting started. Lesson 3. A. Listen and repeat. A. A. B. B. K. K. D. D. A. A. Now, one more time. Getting started. Lesson 3. A. Listen and repeat. A. A. B. B. K. K. D. D. A. A. Now, very easy, right? Rất là đơn giản đúng không nào? Let's do a little bit challenging. Hãy cùng nhau tăng thêm một chút xíu độ khó lên. Let's listen, point and repeat randomly. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe
Chỉ tay vào hình và lặp lại một cách ngẫu nhiên. Are you ready? Let's do it. B. Listen and point. 1. A. A. B. B. D. D. K. K. Food. Food. 2. Door. Door. Cap. Cap. A. A. Elephant. Elephant. 3. Boy. 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 Ant. Ant. Duh. Duh. Now, how was it? Easy or difficult? Các bạn cảm thấy bài tập này dễ hay là khó nè? Easy, right? Yeah, I think so too. Very good. Let's move to the next part. Hãy cùng nhau chuyển qua phần tiếp theo nhé. Now, your student book page 9. Exercise E. Today, we will focus on the phonics. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phần phát âm của những chữ cái này. Let's listen and repeat. E. Listen and repeat. G. G. I. I. Ch. Ch. K. K. O. O. M. M. Now, one more time. E. Listen and repeat. G. G. I. I. Ch. Ch. K. K. O. O. M. M. Now, very easy, right? Let's do more practice with listen, point, and repeat randomly. Hãy cùng nhau lắng nghe, chỉ tay vào hình và lặp lại một cách ngẫu nhiên. Are you ready? Let's do F. it. F. Listen and point. 1. K. K. Love. Love. G. G. Insect. Insect. 2. Juice. Juice. Mmm. Mmm. Girl. Girl. E. E. Kite. Kite. 3. K. K. Mouse. Mouse. Hop. Hop. Ch. Very easy, right? I think you can do it very good. Now, please remember to practice more at home. Các con nhớ hãy luyện tập nhiều hơn ở nhà nhé. Now, let's open your workbook, page 7. Exercise C. Listen and tick the box. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và đánh dấu tick vào ô trả lời đúng. Are you ready to listen? Listen carefully. You have 2 times to listen. Các bạn sẽ được nghe 2 lần. Chuẩn bị nào. C. Listen and tick the box. 1. L. L. Leaf. 2. Food. 3. Insect. Now, the second time. C. Listen and tick the box. 1. L. L. Leaf. 2. Food. 3.
Insect. We have finished the exercise. Now let's check the answers. Okay, let's check the answers with me. Exercise C. Let's see. Number one, what is the correct word? A leaf. Now, number two, food. Three, insect. Are they the same to your work? If yes, very good. If not, please correct them. Các bạn nhớ hãy so sánh đáp án của bài mình với đáp án của cô và sửa lại nếu như có sai sót nhé. Let's move to exercise D. Hãy cùng nhau chuyển qua bài tập D nào. Look and write. Hãy cùng nhìn hình và viết một chữ cái còn thiếu vào mỗi chỗ trống. Let's pause the video and do this exercise by yourself. Các bạn hãy tạm dừng video này và tự hoàn thành bài tập đi. Câu số 1, 2, 3 và 4. Sau đó, chúng ta sẽ mở video này lại và sửa bài cùng cô. Được không nào? Very good. Let's pause the video. Okay, finish your exercise. Let's see your answers. Number 1. Mouse. Mouse. Very good. Number 2. Cap. Number 3. What is the missing letter? Ant. Good. And number 4. Very easy. Elephant. Good. Remember to check your answers. Các bạn nhớ hãy sửa bài nhé. You are very good today, my students. But I have to say, this is the end of the lesson. Hôm nay các bạn học rất là tốt. Nhưng cô rất tiếc, video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các con nhớ hãy hoàn thành phần bài tập theo sự hướng dẫn của cô và gửi cho giáo viên tiếng Anh của mình, được không nào? So, see you in the next lesson. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo nhé.